Mình sẽ làm một cái thằng nữa, đó là gì? Bây giờ mình sẽ quên password. À, mình quên password thì mình sẽ làm như thế nào? À, quên password mình làm như thế nào nha. Rồi thì ở đây mình có thể là xử lý cái việc là ở trong cái main menu của mình. À, trong main menu ha. Đây. Main menu của mình hiện tại là mình có cái register với lại là cái thằng login rồi đúng không? Vậy thì các bạn hoàn toàn có thể là gì? Tạo ra cho nó một cái thằng nữa, đó là forgot password. À, và các bạn có thể là gì? Các bạn có thể để nó vô trong cái thằng login cũng được luôn. À, tùy các bạn ha, các bạn muốn để cái thằng forgot password nó vô chỗ nào cũng được hết. Ở đây mình chỉ demo cái chức năng nha, còn cái việc mà các bạn giao diện các bạn để ở đâu á thì đó là tùy các bạn ha. Rồi, ví dụ như ở đây, bây giờ mình sẽ tạo cho nó thêm một cái nút nữa để mình có thể forgot password ha. Vậy thì ở đây mình sẽ copy nó ra nha. Rồi, để nó vô cái main menu này. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ đổi cái tên nó lại một xíu. Mình đặt tên cho nó là btn forgot. Rồi, ok ha. Mình di chuyển cái thằng này ra một xíu ha. Rồi, ví dụ như ở đây mình để lên trên này đi ha. Rồi, các bạn muốn để đâu thì tùy các bạn nha. Ở đây là mình demo thôi. Rồi, btn forgot này mình sẽ đặt tên nó là forgot password ha, forgot. Rồi, forgot password luôn. Rồi, forgot ha. Rồi, vậy thì bây giờ khi mà chạy lên á thì nó sẽ có cái từ forgot này. Các bạn nhấn vô cái từ forgot này thì mình sẽ sao? Mình sẽ qua một cái IT khác ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ bắt đầu xử lý nè. Xử lý thằng này ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ tạo tiếp cho nó ở trong cái canvas này, mình sẽ tạo cho nó một cái game object mới ha. Game object này mình đặt tên cho nó là forgot path. Ha, forgot path ha. Rồi, hoặc là các bạn có thể là để cho nó chữ send OTP cũng được, send OTP đi ha, send OTP. Rồi, ok. Thì ở trong cái send OTP này á, thì mình sẽ có cái gì trong này? Thì mình chỉ có mỗi cái edit test nè, một cái test field thôi. Mình nhập cái username của mình là cái email của mình vô, rồi mình sẽ có cái nút, nhấn vô cái nút ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái test ha, test field ha. Rồi, ok, test field. Ở đây mình tắt cái main menu lại nha, để cho mình dễ xử lý nè. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có một cái test field như thế này. Rồi, trong này thì mình sẽ đổi lại là gì? Nhập username. Rồi, ok, nhập username ha. Rồi, tiếp tục là ở trong cái send OTP này mình sẽ có một cái nút, đúng không? Để mình có thể send OTP. Vậy thì ở đây mình tạo cho nó cái nút. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ là btn send. À, btn send ha. Rồi, ok, kéo xuống. Rồi, đặt cho nó cái test ha, là send OTP. Rồi, ví dụ vậy nha. Còn các bạn làm thì cho nó đẹp hơn. Vậy thì khi mà nhấn vô thì ngay lập tức là cái send OTP này nó sẽ hiển thị lên, đúng không? Vậy thì ngay cái chỗ BTN này, BTN forgot này nè, mình sẽ set IT cho nó, đúng không? Rồi, vậy thì ở đây kéo xuống cái chỗ click nè, mình sẽ click vô ha, tạo cho nó một cái xử lý. Rồi, vậy thì cái xử lý này mình sẽ xử lý như sao? Đầu tiên là cái main menu của mình. Mình kéo cái main menu qua ha. Mình sẽ cho cái main menu này mình sao? Nó ẩn đi, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ set cho nó là game object của mình, cái set IT của mình nó sẽ là phone ha. Và cái thứ hai là gì? Mình sẽ bật cái send OTP lên. Vậy thì ở đây nắm cái send OTP bỏ vô và mình sẽ set IT cho nó là true. Đó, ha, giống như là cái việc mà các bạn làm cái login vậy đó. À, rồi. Vậy thì khi mà các bạn xử lý xong thì các bạn có thể test thử ha. Này, mình tắt cái send OTP đi nè. Mình bật lại cái main menu lên để mình xem thử là nó có chạy không nha. Rồi, chạy thử này nha. Rồi, nhấn forgot nè. Đó, các bạn thấy ha, nó sẽ bật qua cái send. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu vào trong này. Mình nhấn send OTP thì nó sẽ send. Nếu như mà nó send thành công thì sao? Thì mình sẽ bật qua một cái trang nữa, một cái thằng nữa, đó là gì? Mình sẽ reset là password. Mình sẽ cho người dùng nhập cái gì? Nhập cái thứ nhất là OTP nè, thứ hai là cái password của mình, new password của mình. Đó ha, để mình có thể xử lý nha.
Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý tiếp tục nha. Xử lý tiếp tục. Bây giờ là bây giờ mình nhấn cái send OTP, là mình nhấn cái nút này thì mình sẽ gọi nó, đúng không? Vậy thì ở đây mình tắt cái main menu này đi nha. Bật cái send OTP lên để mình xử lý cho nó dễ. Rồi, nhập dữ liệu vô trong này và sau đó là gì? Mình sẽ gọi, mình nhấn cái nút send. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó cái script ha. Rồi, trong cái script này mình có thể là tạo cho nó một cái script để mình có thể là forgot cái password của mình. À rồi, vậy thì ở đây tạo cho nó ha. Rồi, ở đây mình đặt tên cho nó là forgot password. À rồi, ok, forgot password nha. Rồi, vậy thì ở trong cái forgot password này mình sẽ làm như thế nào? À, làm như thế nào ha? Thì cái việc mà các bạn xử lý ở trong forgot password này nó cũng sẽ giống như cái việc mà các bạn xử lý ở trong thằng login. À, login mình sẽ làm như thế nào thì forgot password mình sẽ làm y chang như vậy. À, login ở đây là mình xử lý ở trong cái user này nè các bạn. À, các bạn thấy nha. Thì để mà mình xử lý thì mình sao? Đầu tiên là mình sẽ có thể xử lý cái việc là gì? Mình gọi một cái API. À, mình lấy cái giá trị từ cái edit test để mình bỏ qua, đúng không? À, từ cái test input của mình ấy, mình bỏ qua để mình lấy. Rồi sau đó là gì? Mình nhấn nút send, đúng không? Nhấn nút send ha. Rồi, vậy thì ở đây cái thằng forgot password này mình cũng sẽ gọi API cho nó luôn. À, rồi, vậy thì ở đây gọi API thì mình cũng sẽ làm lại y chang như những cái mà trước giờ mình gọi API như thường ngày thôi. À, mình lấy một cái đoạn code ha. Rồi, mình bỏ vô trong này. Cái này là mình đang gọi API send OTP. Rồi, ok. Rồi, vậy thì cái send OTP này mình sẽ đặt tên là nha, OTP API. Rồi, ok. Đó, mình sẽ send OTP ha. Vậy thì send OTP này các bạn thấy là gì? Trong API của mình, để mình send được OTP thì mình sẽ cần một cái object. Mà trong cái object đó có một thằng duy nhất, đó là username. Ha, vậy thì ở đây mình sẽ tạo tiếp tục ha. Tạo tiếp tục cho nó một cái object. Rồi, tạo cho nó cái sysstrip ha. Rồi, đặt tên cho nó là OTP model. Rồi. Thì trong cái OTP model này mình sẽ có cái gì? Trong OTP model này mình sẽ có mỗi cái username thôi. Cho nên là ở đây mình bỏ cái mono behavior nè. Rồi, mình sẽ gọi đúng một cái thằng là username thôi. Username ha, username. Rồi, get set nó. Rồi, sau khi mà mình có cái OTP model này rồi thì mình sẽ xử lý ở trong cái forgot password của mình ha. Rồi, vậy thì cái send OTP này chắc chắn là mình phải bỏ vô cho nó một cái OTP model. Rồi, ok ha, OTP model nha. Rồi, và cái OTP model này thì mình sao? Mình chuyển nó thành JSON. Vậy thì ở đây nó chính là OTP model. Các bạn thấy ha, cái việc mà mình xử lý cái thằng này này là nó giống như là hồi giờ mình gọi API thôi. À, nó khác gì hết trơn. Rồi, Unity Web Request này thì các bạn thấy là gì? Mình sẽ gọi cái API send OTP, đúng không? Vậy thì ở đây nó là send OTP. Rồi, send OTP xong thì mình sao? Bây giờ mình sẽ check ở đây ha. Các bạn thấy là khi mà mình send OTP á thì nó sẽ trả về là gì? Notification với là status. Vậy thì cái status với lại notification này mình đã có một cái thằng rồi, đúng không? À, đó là cái thằng nào? Đó là cái thằng response model hả? Response model, đúng không? Để mình coi lại thử phải không nè. Coi lại xíu nha. Response model. Đây ha. Đúng rồi, ok. Đây, response model nó có một cái status với notification này. Vậy thì khi mà mình trả về thì mình cũng sẽ trả về cái status này với lại notification này ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ xử lý thôi. Đây là response model. Rồi, response model ha. Ở đây mình sẽ gọi cho nó response model luôn. Rồi, response model tiếp tục ha. Rồi, vậy thì gì? Nếu như mà nó thành công thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mà còn thất bại thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ha, rồi, nếu như response model mà chấm cái status của mình mà nó bằng 1, có nghĩa là gì? Thành công. Thành công thì như thế nào? Thành công thì mình sẽ load sang cái panel reset ha. Còn ngược lại thì mình sẽ làm gì? Ngược lại thì mình sẽ hiển thị cái thông báo.
hai là thất bại gì đó ha. Đây là hiển thị thông báo nè, hiển thị thông báo thất bại ha. Rồi và mình sẽ cho người dùng là sao, mình gửi lại OTP ha. Rồi vậy thì ở đây nó chính là cái gì, cái send OTP API của mình ha, send OTP API ha. Rồi vậy thì khi mà mình có cái send OTP API này xong thì bây giờ gì, mình sẽ gọi cho nó một cái hàm ha để mình xử lý nó. Vậy thì ở đây mình sẽ là public void send OTP. Rồi send OTP thì mình sẽ xử lý như thế nào đây? Mình sẽ gọi cho nó một cái OTP model, đúng không ha? OTP model nha. New OTP model. Và ở đây mình sẽ truyền cho nó là cái user của mình đấy. Vậy thì cái user của mình nó sẽ là ở đâu đây? À đây ha, mình sẽ có user, mình sẽ lấy từ cái login user.login response model rồi .username. Ha, .username ha. Hoặc cái response mình nhầm ha. Cái username này mình không có lấy từ cái login response, tại vì là nó đâu có đăng nhập vô được đâu. Mà mình lấy ở đâu? Mình lấy từ cái test của mình, đúng không? À từ cái test map pro của mình. Vậy thì ở đây nè, mình sẽ gọi lên một xíu ha, mình sẽ using cái test map pro ha. Rồi và sau này ở trên này mình sẽ gọi nó là public test. Test map pro ha. Test TMB. Đó, ha, TMB test ha. Rồi đặt cho nó là TT user. TT user ha. Rồi vậy thì user này mình sẽ sao? Mình sẽ lấy nó. Lấy nó ha. User của mình nó sẽ bằng TT user.test. Đó. Lấy nó và sau đó là gì, mình sẽ truyền vô trong cái user này ha. OTP model này mới nãy mình chưa có tạo constructor ha, tạo constructor cho nó cái tạo constructor nha. Rồi đây ok ha. Rồi vậy thì khi mà mình gọi thì nó mới ra được nha. Rồi vậy thì mình có cái send OTP này xong thì bây giờ mình sao, mình xử lý nó thôi đây ha. Mình sẽ xử lý thêm một cái nữa, đó là gì? Mình sẽ gọi cái style coaching của cái thằng nào? Của cái thằng send OTP API ha. Rồi truyền cho nó cái OTP model của mình vô. OTP model ha. Rồi sau đó là gì? Gọi send API mở ngoặc OTP model. Đó ha. Thì tí nữa khi mà mình click á thì mình sẽ sao? Mình sẽ click cái thằng này. Mình sẽ list cái hàm này thì nó sẽ chạy được cái OTP của mình ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý ha, khi mà người dùng click thì mình sao, mình sẽ gọi thằng này nha. Rồi vậy thì gọi thằng này thì mình sẽ làm như thế nào đây? Đây quay về ha, quay về cái thằng này, mình sẽ tạo cho nó cái sự kiện click ở đây, đúng không? Rồi vậy thì tạo sự kiện click ở đây á thì mình sẽ xử lý nó nha. Rồi vậy thì bây giờ mình xử lý như thế nào đây? Bây giờ là cái send OTP này mình có thể là gì, bỏ nó vô cho nó một cái đoạn strip, đúng không? Mình xử lý ở trong này nha. Rồi vậy thì ở đây nè, mình sẽ gọi cái, mình kéo cái thằng đâu rồi, forget password của mình nè. Các bạn kéo vô cái send OTP của mình. Rồi sau đó là cái TT user này, mình sẽ lấy cái input field này ha, mình đặt tên nó lại nha, TT user. Rồi vậy thì mình kéo cái TT user này, mình kéo vô trong cái test của mình ha. Ủa này là của test med pro đúng không? Ủa test med pro, từ từ nha, mình ghi sai. Đâu rồi? Cái forgot của mình đâu ta? Forgot password. Đây. Cái này là TestMed Pro. Nó là gì ta? TestField hả? Quên mất tiêu rồi. Để coi coi.
Input field, ok, input field nha. Test map pro input field. Rồi ok, đó. Cái thằng này nha, chứ không phải là test nha, nhầm. Input field ha. Rồi, thì cái chỗ này mình sẽ gọi nó ha. Đây, xem notab này. Mình sẽ kéo cái data user này bỏ vô. Đó. Ha, có nghĩa là mình sẽ lấy cái giá trị ở trong này. Rồi. Và sau đó là gì? Cái nút này thì mình sẽ gì? Mình sẽ set on click cho nó, đúng không? Cái nút send notab này tạo cho nó một cái click ha. Rồi, kéo cái send notab vô. Rồi, function này mình sẽ chọn nó là forget password và mình sẽ gọi nó là send notab. Ha, gọi cái send notab nha. Rồi, send notab. Xong. Ha, bây giờ mình chạy thử nè, xem thử nó có được không nha. Chạy lên nè. Rồi, ở đây mình nhập một cái username là như hồi sáng mình nói ha, có nghĩa là mình sẽ thay đổi cái username này lại thành cái email nha. Rồi, nhấn send notab. Rồi. Xem thử nha, mình ló lại cái thằng này thử nha. Rồi, đây ha, các bạn thấy đây. Mình sẽ có một cái email forgot lại ha. Đây ha, mình xóa nè, mình xóa hết mấy cái này nha. Rồi, bây giờ mình gửi lại nè. Nhấn. Thì khi mà các bạn xem ở trong này, load lại cái mail nha. Đó, các bạn thấy ha, nó sẽ có cái reset tài khoản và nó sẽ có cái OTP ở đây. Có nghĩa là gì? Mình đã gọi được xong cái việc là mình gọi send OTP nha.